Chia chân chạy. Chia chia không thấy đâu đâu. Ê. Ồ cái nóc vàng kìa. Cái nóc còn nước không kìa. Quá gì cái nhám rồi. Quá trời nhảy rồi. Dạ. Từ thôi mấy đứa. Quá cái nhám một tuần. Bóp kìa, bóp kìa, bóp kìa. Nhậu đó bác. Nào con thanh, không phải là nam con. Kẹ luôn. Dạ không bội, bội cái nhám gì. Không kẹ cho nữa, nữa phơi về quá. Mở vị chứ. Cả con mũ còn nữa hơi mẹ. Thôi có chết không dám con mũ này để xịt nữa các bạn. Không gài chắc cỡ luôn. Cái trăm ký cái nhám rồi đó chết đâu. Đây con. Thỏ cho nó phì lên nha vậy. Bỏ vô nước cho nó phì lên nha. Bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại. Cho nó phì lên nha, cho nó vô nước cho nó phì lên. Cho bơm hơi vô. Xúc cái này nó lượng là vừa đó. Xước. Ồ có một tuột sắc màu. Chết rồi mà. Đã nói phải không chứ mình chưa thử phải không? Bữa nay sẽ thử nghiệm nào. Cắn tôi đi. Tải không? Muốn tải liền luôn không? Tải liền hồi nay con mực nó đem ăn luôn. Được. Lá rồi, một lá rồi, có một lá rồi, vậy đây có một lá lại gai ha. Bây giờ không thấy một lá, hôm nay mới thấy một lá. Lá này hồi em vô nướng cho chú Ba nghe cả nhà. Ăn á. Ăn không chú Ba? Ăn không biết được cho nướng. Ăn thì nướng hai con, không ăn thì nướng một con. Ăn không? Ăn có gì đuổi đuổi chung. Thôi. Đuổi anh đi. Thôi lựa cá nha. Ở trên đây nè, đi ơi. Quá bèo luôn rồi.
ký lô thì mình gọi là cá thu nha. Cá này làm chả thì ăn rất là ngon luôn. Với có chờ thêm một quách sò đẹp nữa nè. Sò đẹp này ở trên biển giờ bán thì một ký tầm 40-50 ngàn một ký nha. Rồi để làm cá chả sò đẹp nha. Thêm ít cá ảo với sò đẹp trộn lại với nhau rồi mình chả khi nào mà cho nó dai rồi mình chiên nếm gia vị nha, rồi mình chiên ăn nha cả nhà. Giờ chuẩn bị tách mình lấy cái mài của nó ra, rồi cá này thì mình sẽ nạo mình lấy phần thịt nha. Cả ký sò đẹp mà mình lột ra được có nhiêu còi nè cả nhà. Giờ mình sẽ giả cho nó nhuyễn ra nha. Lấy cái già mình giả cho nó nhuyễn ra. Mình nếu thì đang chuẩn bị nạo cá chả. Giờ nếu nạo cái cá chả này cái nữa tí nữa mình trộn nó luôn nha. Trộn cá ảo lại với cái này luôn. Này em giả cho nó nhuyễn trước nha. Vệ sinh sạch sẽ. Oh, yeah.
là ok. Đâu đâu? Ở chợ nó cắt lấy hết trơn miếng luôn kìa. Sắp là ngừa đó. Chút xíu vậy? Đâu biết cái cũng đây phải không? Cái nhà, cái nhà ơi. Ngon không rồi? Miếng cá chả nghe. Ngon không? Nè, con dai. Chị nó không dai vậy? Nè, miếng đi giả quà trời. Chị nó không dai vậy? Được. Nó dai gì nó không dai. Thấm thử luôn. Ngon hả? Ừ. Có đường gì nó ngon không nó không dai. Nè, ra đó ngon. Đập thêm đèn đó bơi. Ừ, thêm đèn. Đẹp. Trên chạy trên ruộng nữa ha. Nó chạy, nó chạy, nó chạy, nó chạy.
chưa? Đem anh luôn, anh luôn, anh luôn, hai cái luôn mình. Đây nghe anh rõ là. Không mà luôn nha cả nhà.
ở đây mấy anh em đã lựa xong rồi, giờ chuẩn bị lựa cá sô nha. Quá màu. Giờ này mấy anh em khoe vực xong công việc nha các bạn. Tối làm khá là nhanh luôn. Đi ngoài đồng hồ là xong. Cái này quá trời một bọt rồi. Chuối quá. Chú bữa con món cá ngát kho giống chú ba là thế nào? Kho lạc nó béo. Đây cá ngát nè nha. Bộ luôn kho lạc nè. Đấy luôn không? Ngủ luôn cái nhà. Đây không có mạng chán quá.